Chuyển đổi cơ cấu vật nuôi từ chăn nuôi lợn, gia cầm kém hiệu quả sang chăn nuôi gia súc như trâu, bò, dê, thỏ đang là chủ trương lớn của ngành nông nghiệp nước ta. Hiện nhiều địa phương đã chuyển đổi khá tốt và có hiệu quả. Tuy nhiên thì trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khiến đầu ra gặp nhiều khó khăn, trong khi giá thức ăn vẫn tiếp tục tăng cao thì nhiều hộ chăn nuôi dê, thỏ đã phải để trống chuồng, chỉ giữ lại một số ít con giống để duy trì đàn. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Từng nhiều năm gắn bó với nghề chăn nuôi gà đẻ, nhưng đầu ra kém ổn định nên 2 năm trở lại đây, bà Thuận đã quyết định chuyển đổi sang nuôi dê. Với 20 con cái sinh sản ban đầu, sau 2 năm, đàn dê của gia đình bà đã phát triển thành 70 con. Những tưởng đàn dê cho xuất bán sẽ giúp bà thu hồi vốn và trang trải nợ nần. Thế nhưng dịch Covid-19 thời gian qua đã khiến chuỗi tiêu thụ đứt gãy, hàng quán phải đóng cửa. Bà Thuận đang lo lắng về khoản nợ ngân hàng, chưa biết khi nào có thể trả được. Nhà hàng Covid này đóng cửa, cô cũng chẳng bán được cái gì, mà công nợ của cô là vẫn cứ ban, năm nay vẫn cứ trồng chất nên chưa thu được cái gì. Gà thì lỗ vốn mà dê thì chưa thu được. Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, trong khi giá bán các sản phẩm chăn nuôi như gà, lợn thì ở mức chạm đáy. Đại diện ngành chăn nuôi cho rằng chăn nuôi nông hộ hiện ngày càng thu hẹp và không còn phù hợp với tình hình sản xuất chăn nuôi trong nước. Để gỡ khó cho người chăn nuôi, cần đẩy nhanh việc ưu tiên chuyển đổi đối tượng vật nuôi từ lợn, gia cầm sang nuôi các gia súc ăn cỏ như bò, dê, thỏ, trâu, qua đó giúp giảm áp lực về nguyên liệu ngũ cốc đầu vào và tận dụng được các lợi thế về phế phụ phẩm trong nông nghiệp. Một trong những định hướng quan trọng nhất của bà con bây giờ là chuyển đổi sang nuôi những con gọi là bản địa, đặc sản để có giá cao hơn. Hai nữa là chuyển nhanh đấy từ cái chăn nuôi lợn và gia cầm sang chăn nuôi những con ăn cỏ. Đấy, ví dụ như là bò, trâu, dê, cừu, thế rồi thậm chí là cỏ thỏ đang trở thành rất là hiệu quả khi không nó không cạnh tranh cái lương thực với con người. Thế nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang khó lường như hiện nay, các hộ chuyển đổi sang nuôi dê, thỏ như gia đình anh Tuyền cũng đang phải chịu áp lực khi không thể tiêu thụ. Thỏ thương phẩm không có đầu ra, anh Tuyền đành phải bỏ trống 70% chuồng trại từ 2 tháng nay. Gia đình đã giảm đàn tối đa rồi. Sản phẩm làm ra mà không thể bán được. Và thứ hai là dịch Covid làm cho giá nguyên liệu đầu vào tăng rất cao. Nên là tình trạng chung là ế ẩm và không thể xuất bán được. Nuôi gia cầm, lợn, dê hay thỏ thời điểm hiện tại đều gặp rất nhiều khó khăn. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao đồng nghĩa với chi phí sản xuất tăng. Khó khăn chồng chất khó khăn khiến các hộ chăn nuôi ngày càng kiệt quệ dòng vốn, thậm chí có nguy cơ dẫn đến phá sản, treo chuồng. Từ đó mà nguy cơ thiếu nguồn cung mặt hàng thịt trong những tháng tới đang dần hiện hữu. Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ đến 6 giờ ngày 23 tháng 8. Lo ngại nguy cơ khan hàng thiếu thực phẩm, thời gian gần đây nhiều người đã bỏ qua các bước giãn cách, tụ tập thành đám đông tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người thân trong khu vực cách ly. Điều này khiến việc chống dịch càng trở nên khó khăn hơn. Ghi nhận của các phóng viên kênh VTC16. 9 giờ sáng tại một chốt kiểm dịch cục phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mặc dù đã có lực lượng liên ngành và các tình nguyện viên hỗ trợ tiếp nhận đồ tiếp tế, thế nhưng do số lượng người đến quá đông nên việc tuân thủ việc giãn cách là rất khó khăn. Tôi từ hôm cách ly, hôm giãn cách ở đây là tôi ngày nào tôi cũng đến tôi gửi. Thì mình cũng phải chấp nhận thôi, tại vì ở trong đây dân cư rất là đông. Thực ra mình cũng phải chấp nhận là phải xếp hàng và cũng phải từ từ mới đến lượt. Cũng không có gì phải phiền hà cả. Em thấy là khu vực phường nó không có chợ. Và người nhà anh trong này thì cũng đông. Bây giờ biết là cái nguy cơ thì cao đấy nhưng cũng không có cách nào khác. Vì nếu không tiếp tế thì cũng không có nguồn nào cho người nhà dùng. Để hạn chế người đến tiếp tế tụ tập, Ủy ban dân phường Trương Dương đã chia thành các tổ tiếp nhận theo khu và tăng cường tuyên truyền nhắc nhở đến người dân thực hiện giãn cách và chỉ được gửi đồ thiết yếu, không tập trung vào một khung giờ. Ba hôm đầu thì đúng là khó khăn thật cho đội tình nguyện vì nó quá nhiều và người dân cũng sợ, thành ra cứ ồ ạt người nhà gửi vào rất là nhiều. Ở trên loa phường các thứ thì đã thông báo mỗi gia đình là chỉ từ 10 cân đổ lại rồi hạn chế, tại vì ngành nào cũng nhận thì đừng có quá tải để cho các bạn tình nguyện viên vất vả. Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người dân, Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp bán lẻ cung cấp lương thực thực phẩm lớn như PRG, Vinmart đưa hàng hóa thiết yếu đến tận gia đình, không để gia đình nào thiếu lương thực thực phẩm trong khu cách ly. Xin được tiếp tục với các thông tin dự báo thời tiết trong ngày hôm nay cùng phần trình bày của biên tập viên Thu Hà.
Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển lên đến mực 5.000 m hoạt động mạnh, nên từ nay ngày 11 tháng 8 đến sáng mai 12 tháng 8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa nằm trong khoảng từ 50 đến 100mm. Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Khu vực Hà Nội từ nay 11 tháng 8 đến sáng mai 12 tháng 8 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét là cấp độ 1. Vâng thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật, thời điểm này đang là giai đoạn cây có múi như là cam, quýt, chanh đang ở thời kỳ phát triển quả. Thời điểm này bà con cần chú ý ruồi đục quả, ngai trích hút quả, bệnh lách sẹo phát sinh trên các vườn cây ăn quả giai đoạn chín sinh lý thu hoạch. Tại các tỉnh miền Trung thì bệnh vàng lá thối rễ, bệnh greening, nhện đỏ, dẹp muội, sâu vẽ bùa hay là bệnh thán thư tiếp tục phát sinh và gây hại. Bà con cần thường xuyên thăm vườn. Khi phát hiện bệnh, cần có biện pháp phòng trừ hợp lý theo khuyến cáo của ngành khuyến nông địa phương. Và kết thúc chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.